Rồi chờ anh em nha, chiếc này giờ đã xong hoàn chỉnh hết rồi. Rồi sáng sớm bây giờ bắt đầu tiến hành lên máy cho khách về. Này TC 40G. Đã bảo dưỡng hoàn chỉnh hết luôn rồi đó. Lên máy nha. Này máy đây xem TPG cho nên kỹ hơn xíu nha anh em. Thì cái bồn nó hơi lồi ra hơn so với cái lò nướng tao. Để anh em lên máy cẩn thận cho các bác anh. Rồi, ổn định. Ok, cảm ơn em rất nhiều nha. Cảm ơn em đã theo dõi video này nha. Máy này về Thái Bình. Rồi giờ khách ăn được cái máy xe BBG này các bác. Này máy còn nguyên xi cái bồn luôn. Nhà kho máy của em cũng còn khá, tại bởi vì đang vô vụ á, lượng máy ít lại. Rồi giờ anh đã chở anh em nha, chốt xong cái hợp đồng máy DC BMG này rồi đó. Bây giờ bắt đầu chạy ra sau làm bảo dưỡng. Thì thời gian làm khoảng chừng 5 ngày là xong. Máy này về Thái Bình ha. Giờ bắt đầu tiến hành chạy ra sau làm. Bắt đầu mở hàm ra đây. Thấn là gì đang bắt đầu mở ra luôn. Đang lấy hàm ra. Ghê ở nhóm lên nguyên cái xe máy luôn. Quất. Rồi đi cái máy này giờ em đã hợp số đồ cũng gãi ra bắt đầu làm ha. Thì lấy đi làm nè, giờ nó gia cố lại. Nhân bọn cho em thay khách miễn phí. Dàn chân thì chắc giữ nguyên xì rồi, nó không thay con nào hết trơn rồi, còn ok đó. Rồi quay sơ sơ máy này luôn, máy này cũng đã gần xong rồi, chắc có thể là mai là dứt điểm luôn. Máy gờ. Đó là ok. Nó sơn phết đây cũng khá nhiều rồi. Giờ còn lắp sơn bóng nữa là xong nha nè. Này giờ gần xong hết rồi, chụp hình với khách. Rồi xong hết rồi nha anh em. Rồi em xin chào mọi người nha. Thì em quay sơ lược cái kho máy hiện có của công ty em ha. Thì bây giờ để em quay sơ lược cho mọi người xem ha. Bây giờ quay từ trên cao trước ha. Thì kho của em gồm có máy cày và máy gặt lúa thì em có DC 70.
Đây, để phía trước này ha. DC-30 có hai loại là DC-30G là cái loại có giờ khoan, và DC-30 thường là những chiếc máy giống vậy. Phía trong đây thì em có để mấy chiếc 105 ha. Đây là máy lớn hàm cắt 3m, 105X. Đây còn 3 chiếc cho anh em xem ha. Đây em phong lớn kìa. Đây anh em nào muốn xài 105 thì em có sẵn nhiều lắm nha. Ở phía bên đây là mà em cũng còn mấy chiếc DC-95 ha. DC-95GM hàm cắt 2m7 ha, đọc lòng 2m4. Đây là cái khu vực mà để những chiếc DC-70G của Thái. Đây, nguyên phiên bản chưa hạ bồn. Đây, cho anh em xem. Với lại em có một số máy DC-70 Plus, DC-70G Plus là hàng chạy 95% đó, gần như mới. Mới chạy khoảng 100 với 200 giờ thôi. Đây rất là mới nha nè. Này là chiếc DC-30G Plus hàng hiếm á, em về container được rồi, còn cuốn chưa chắc hết sơn luôn ha. Phía trong này cũng để máy đó nha, phía trong. Đây là cái khu vực mà mình làm bảo dưỡng máy á cho khách ha. Bây giờ cũng có khoảng 5-6 chiếc đang làm rồi. Đây tùy theo mức độ ha mọi người. Đây như mấy con này thì số mình làm miễn phí hết, phải phụ tùng được. Để có kèm theo khuyến mãi phụ tùng cho mọi người. Cái này làm cũng gần xong rồi, cũng hai lần mới hết toàn bộ rồi, lưới mới rồi ha. Mấy con đây là phần qua làm đồng hàm ha. Ở đây mình làm đồng miễn phí tất cả nha. Đây, cảm ơn em đã theo dõi. Cảm ơn em đã theo dõi video ha. Nếu anh em còn thấy thích cái kênh của mình á, muốn tham khảo về máy móc á, thì anh em nhấn nút đăng ký này ha, giúp mình ha. Đây. Thì các anh em sẽ nhận được những video mới nhất đó. Mình sẽ đăng cho mọi người xem. Rồi xin cảm ơn nha.